Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Trận đấu quyết định xem 4 cái tên được vào vòng chung kết của giải đấu được mang tên GAM Open Tournament lần thứ 3. Để xem là bảng xếp hạng hiện tại của những team chúng ta như thế nào đây. Đầu tiên là Mr. Gear, Level Esports cũng như Assassin Esports và H2 Gaming đang là 4 cái tên đi đầu, nhưng khoảng cách chênh lệch không phải là quá nhiều. Khoảng cách lúc này giữa H2 Gaming cũng như những đội nhóm dưới như là Viking Black hay Venus Gaming chỉ khoảng chừng 5-6 điểm mà thôi. Hoàn toàn có thể được săn lấp trong một round đấu. Và chắc chắn là các thành viên bên phía của H2 Gaming cần phải thi đấu thật tốt ở trong round đấu cuối cùng này để duy trì nhất là thứ hạng thứ 4, bước tiếp vào với vòng chung kết của chúng ta. Và rất nhiều các team đang tuyến dưới đang có cho mình cơ hội, vậy nên họ cần phải có cho mình được thật nhiều những mạng diện cũng như những tốt của mình để có thể ghi tên mình vào vòng chung kết của giải đấu. Rồi, chúng ta đến với round đấu cuối cùng và đường bay của chúng ta đang xuất phát. Nó bay ngang qua khu vực Junkie Yard và kết nối với khu vực San Martin và kết thúc tại khu vực Enpozo. Vòng bo của chúng ta cũng có tâm bo là khu vực Enpozo. Và đây là một bo hơi xấu, vậy nên nhiều team sẽ lựa chọn cho mình đó là nhảy ở trong khu vực ở trong bo để đảm bảo rằng họ không phải di chuyển quá nhiều. Vậy nên là một nửa bản đồ ở bên tay phải là không có bất cứ team nào lựa chọn di chuyển. Cả 64 người chơi và tổng cộng 16 team đều không nhảy ở những khu vực đầu tiên của cánh phải bản đồ. Lúc này đã có rất nhiều team bắt đầu đáp dù xuống rồi. Khu vực Đèo Patron là một trong số những khu vực rất giàu có. Một căn nhà tại Đèo Patron luôn là một trong số những điểm đến của những team ưa thích cái địa điểm mà xuất hiện rất là nhiều những trang bị cực phẩm như thế này. Và tạm thời lúc này là các thành viên phía của The New Team đang đáp xuống khu vực này thì phải. Một căn biệt thự báo anh Ismi thì sao? Báo anh Ismi quyết định là nhường căn biệt thự đó lại thành đồng đội mình. Anh ta sẽ là người đi lút lẻ lút dạ trong tình huống này. Và họ sẽ lút loanh quanh khu vực Spa Tron để có thể sớm di chuyển vào vòng bò. Vị trí xanh Mastin được chiếm ngự bởi các thành viên của Team Evos. Một lần nữa Team Viking lựa chọn hai thành viên Team Box nằm xuống với họng súng của Slow với khẩu M16 mình bắn rất gắt. Boss mất rất nhiều người trong tình huống này. Ít nhất là 3 người Team Box đã phải nằm xuống rồi. Xem họ làm cái gì mà mất nhiều người đến như thế nhỉ? Có lẽ là đáp súng chậm, họ không có cho mình được những khẩu súng để tấn công. Vị trí của Emory là thành viên cuối cùng của Team Ox đang di chuyển rất gần thành viên của Viking Wild. Và lại một lần nữa nhìn thấy style đó là style gì đây? Style tuần lộc. Một kích đầu tuần lộc nào. Một xác rồi, để xem có gạt giò luôn không? Cố gắng gạt giò nào, cố gắng gạt giò kiếm một kill và ra về với một kill, một điểm, một cái kill này thôi chứ giờ bảo clear hoàn toàn Viking nó đều bất khả thi đối với Armory rồi. Tôi nhớ là anh ta đã từng nhặt được một cái cốc 8. Tôi nghĩ lúc này thì ủi số một tình huống bắn rất phụ lên từ sau Z. Một tình huống bắn u hụp vào đầu của Armory. Team Box sớm chia tay cuộc chơi sau chỉ 2 phút thi đấu và họ dừng chân ở top 16 với không kill. Đúng rồi. Và pick đầu tuần lộc ngay lập tức đến từ vị trí các thành viên của Viking Wild. Style này cũng dị này. Tiếp tục lại là style tuần lộc đến từ thành viên của Venus của mình. Đó là Binzino. Nó khá là dị đến từ chàng Binzino này. Người thì ở trần đội cái mũ tuần lộc nhìn khá là biến thái. Cảm giác cái gu thời trang này nó không được ưa mắt cho lắm đối với các chị em. Không sao cả. Bởi vì nhìn thấy tuần lộc đồng nghĩa với việc là các thành viên của Venus của mình là không hề có cho mình mũ. Vị trí của Rudo cũng đã có cho mình những trang bị phòng thủ đầu tiên của đầu này. Team Thái Nguyên với vị trí của Kenny Rocks đang có cho mình một khẩu Skyline. Gặp Big Daddy rồi này. Đây là anh cả. Big Daddy là bố già, bố, để xem là hai người có đụng độ với nhau từ sớm hay không. Và có thể hiện đúng cái tên của mình hay không nữa. ACC đụng độ với Mad Dog và để xem là có những tiếng súng nổ ra hay không. Một khu vực cực kỳ là rộng lớn và cả hai đang chia nhau ra để có thể có được cho mình những trang bị đầu tiên, và có lẽ là sau khi đáp xuống ở những cái lần bung dù thì họ đã biết nhau tại đây, nên là cả hai đang chia nhau ra để có thể loot ở tại khu vực này. Và khu vực Epozo cũng là một vực khá rộng lớn, vậy nên các team không cần phải làm gì quá nhiều, họ chỉ cần đơn giản là loot để rời xa nhau chứ không phải là loot để đâm vào nhau. Dừng lại sớm đồng nghĩa việc là không có cho mình cơ hội để đi tiếp. Evos Gold có cho mình được những lượng thông tin là đủ khi mà tổ chức chia ra loot dạo. Vị trí của Belora thậm chí rằng không còn ba lô để loot đạn nữa. Chính xác là như vậy, anh ta đã có khẩu mini cũng như là M4 rồi. Lượng trang bị lúc này đã là cực kỳ đầy đủ đến từ anh chàng Ryan NT. Và họ đa phần là sử dụng những viên đạn 5 mà thôi. Slayer đang đứng, sẽ là Big Daddy, thành viên đi lẻ của Slayer đang đứng kề ở đây. Gần anh ta đang có Candy Drop. Không biết là Candy Drop đã phát hiện ra đối phương chưa, nhưng có một thành viên Mad Dog là Alaska bị knock hạ bởi ACC Cousin. Một máu đến từ Cousin trong tình huống này. Cousin là rất may mà nếu anh chàng này ngày hôm nay mà tham gia Việt Lot thì có lẽ là cũng ăn rồi.
bởi vì là bắn mà chỉ còn một máu. Bây giờ là tiếp tục là tất máu, cái tên của Mad Dog tấn công liên tục, Alaska phải nằm lại. Team Thái Nguyên cũng đang tấn công về sân lớn đây. Big Daddy, Big Daddy là bị lộ vị trí. Candy Rock đang cố gắng tấn công nhưng Big Daddy có lẽ muốn rời khỏi khu này. Anh chàng này không muốn giao tranh nữa. Team Thái Nguyên đang tràn lên với cả là Kang. Kang Zeplo cũng đang lao về khu này. Đúng là như vậy, Kang đã đến để hỗ trợ cho đồng đội mình trong tình huống này. Còn Cù Sơn lại còn hai máu, có hên đến như thế không? Đấy, phải là như thế. Không thể nào là một máu sau đó hai máu và sống sót rời đi được. Mad Dog Rowler đã có những tình huống báo thù trong đội mình. Tạm thời thì Cù Sơn chưa bị nốc hạ nhưng đang có những tình huống đẩy thẳng lên để có thể gạt giò đối phương trả thù cho đội mình. Thái Zeplo hạ gục được một thành viên của Slender, đó là Lilith, thậm chí là gạt giò. Slender tiến hạ gục được Kang Zeplo, liên tục là những màn giao tranh và họ gạt giò trực tiếp nhau, không để cho các thành viên của các team cơ hội cứu người. Team The New Team, mình sẽ nói là team Thái Nguyên cùng giao tranh với các thành viên của Slender tại khu vực này. Họ mất người nhưng họ đổi lại được một mạng diện. Trong khi đó Candy Rock đang là người đứng lẻ lại khi mà Kang Zeplo là người nằm xuống. Candy Rock gọi được đồng đội đến như gọi đúng một người. Tại sao không gọi 2-3 người đến mà chỉ gọi một người như vậy để đồng đội mình chết? Sau đó Candy Rock có lẽ sẽ phải từ bỏ cái khu vực này để né giao tranh với các thành viên phía Slender khi đối phương đang có 3 người tại đây. Đông đúc một tí nào cho vui. À, bây giờ Slender đang gọi đồng đội để tấn công thành viên cuối cùng ở khu vực này, đó là Candy Rocks. Team Thái Nguyên đang gặp nguy hiểm với chỉ có một người mà có hai thành viên của Slender đang ở khu vực này và có rất nhiều thành viên đang đứng gần. Đồ cũng chưa phải là quá nhiều, khi được thấy đang phải sử dụng tâm rùi với khẩu 14 để xem họ sẽ thi đấu như thế nào đây. Team Thái Nguyên và cũng... Spring đang di chuyển ngang khu vực này. Mùa xuân dành cho ai đây? Mùa xuân dành cho chính thanh niên Spring này. Bên phía bên kia thì Candy Rock cũng bắn cực kỳ tốt và Slender mất đi vị trí bị đẹp đi. Một điều backup không kịp thời đến đây, Nelty tiến thì đúng hơn. Candy Rock đã có những tình huống sinh ra là Spring với khẩu MK47 Mutant của mình cũng đã có những tình huống gạt giò trực tiếp Candy Rock, hạ gục thành viên cuối cùng của Slender. Và Slender dừng lại ở vị trí thứ 15 trong round này. Và thanh niên Spring với đúng cái tên của mình, đó là Xuân đã đến bên em. Và đó là tình huống mà họ chỉ có 3 người trong đó lần này mà thôi. Họ mất một người từ khá sớm nhưng 2v3 thì họ hoàn toàn là thành công. Tôi đang tự đặt câu hỏi là tại sao Candy Rock lại không kéo đồng đội mình đến quá đông, bởi vì trong đó lần này họ chỉ có 3 người. Và sau đó thì một người đến trước là bị hạ gục, người đến sau là Spring đã cùng đồng đội của mình làm nên kỳ tích khi clear 3 thành viên đối phương mà không mất bất kỳ ai nữa. Team The New Team, The New Team với vị trí của Hoàng, Kỳ Mập Ú, Bảo Anh Ismi và Sunny. Và ấn tượng nhất trong ngày hôm nay có lẽ là thanh niên Kỳ Mập Ú đây rồi. Màn ảnh đã chuyển lên hình ảnh của Kỳ Mập Ú. Kỳ Mập Ú đang di chuyển khá nhanh và mong rằng trong trận đấu này thanh niên này lại lút được ốp. Đúng rồi, lại lút được ốp và lại giấu những viên đạn của mình nhưng không thể nào giấu vào đầu các đại viên của CL Leader được nữa, bởi CL Leader đã sớm dừng lại ở vị trí thứ 15. Chính xác là như vậy. Ở đây là các thành viên phía của ACC đụng độ với Mr. Gear ở một khu vực đó là Emposo. Và để xem giao tranh có nổ dài không đây. Lúc này ACC vẫn còn lại con số là 4 người. Mr. Gear cũng tương tự là như vậy. Mr. Gear đang loot khá nhanh ở vực Emposo. Họ đã có cho mình lượng trang bị ban đầu. Và Cù Sơn, cái gì đây? Một tình huống đâm xe, nổ xe và các thành viên phía bạn sẵn sàng mất một người đó NVD. Tai nạn giao thông rất khốc liệt xảy ra tại map Mirama này. Một cái địa hình nó rất gồ ghề để có thể chạy xe. Thanh niên nào tổ lái không tốt chắc chắn nó phải trả giá rồi. Và nếu mà bị nốc hạ thì không biết được rằng là có biết số cứu thương để mà gọi hay không, khi mà rất hay nhầm lẫn giữa số cứu thương và số cứu hỏa, bởi chúng ta thường ít quan tâm đến hai số điện thoại này và mong rằng là không có những trường hợp phải gọi cứu thương đến từ tất cả các thanh niên trong trận đấu ngày hôm nay. Emposo đang là khu vực được chiếm đóng của ACC, cũng như Mr. Gear và ACC đang chĩa súng về một team khác chứ không phải là Mr. Gear trong tình huống này. Họ đang bắn những team ở phía ngoài chạy bò vào vòng bo tiếp theo, chúng ta đã được xác định rồi. Vòng bo thứ hai nó check về hướng 9 giờ của chúng ta so với vòng bo trước đó. Và đó sẽ là vòng bo rất nhiều team chúng ta sẽ phải di chuyển. Một round đấu chúng ta thấy là vòng bo đa phần thua ở bên trái. Đầu tiên là nó đã thua ở bên trái bản đồ vòng bo đầu tiên rồi. Đến vòng tiếp theo nó tiếp tục thua ở phần bên này. Và rất nhiều team nào ở khu vực Eposo sẽ là những team không cần phải di chuyển. Đó là Mr. Gear cùng với cả ACC. Họ nhìn thấy nhau, họ đang cố gắng ngắm bắn nhưng chưa có những bạn đâu ạ. Là những góc bắn là chưa tốt, họ đang cố gắng tìm một góc bắn tốt hơn để tấn công kẻ địch ở khu vực này. ACC có lẽ sẽ cần phải stick lại cùng với nhau để tránh một tình huống đối phương sẽ công vào. Họ đang ở khá xa nhau, đặc biệt là con Kyoto anh ta đang ở khá xa so với lại vị trí của Lợi Lê cũng như là Biken 2502. Và chúng ta đang đợi chờ gì đây? Khi mà ACC Biken cố gắng uống máu, cố gắng quấn bằng đẹp thì lộ ngay đầu và bị pick đầu ngay lập tức đến từ vị trí của Basil với khẩu K của mình. Đơn giản được viên đạn ăn ngay. ACC Lợi Lê đang cố gắng di chuyển rất nhanh để có thể cứu đội. Chắc chắn là có thể cứu, phải cố gắng cứu nhanh. Nếu không cân đường của Mr. Gear sẽ công ra khu này là rất nhanh. Nhưng còn hết được công vào, Mr. Gear đang tấn công. Họ gạt giò trực tiếp vị trí của Biken 2502.
một tình huống đứng để có thể bơm máu một cách rất khó hiểu ở trong thi đấu chuyên nghiệp thì tối kỵ nhất là bạn ngồi bơm máu một cách bất động như vậy. Và những khu vực đó là bị hở, những khu vực nhà như này rất nhiều cửa sổ. Và bộ phim căn nhà có nhiều cửa sổ, ngày hôm nay tự nhiên bỗng dàng một bộ phim kinh dị. Đó là một tình huống ăn ngay viên ca vào đầu, tầm này không đào ra mũ ba để mà chống đạn ca cả. Những tình huống ngồi bơm máu cách bất động như vậy sẽ là một tình huống bắn ca rất đơn giản với các tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta. Và đó là một tình huống mất người của ACC tại khu vực Enpozo này. Mr. Gear có được cho mình một kill với điểm mà gục thuộc về cho Brazil. Họ đang có định công nhà, Lợi Lê đang ở dưới. Nghe tiếng chân Mr. Gear đã đẩy xuống. Một thành viên bên phía của ACC đó, Lợi Lê đẩy láo, không được rồi. Đó tình huống anh ta bị gạt giọt trực tiếp luôn. ACC còn là Cusơn cũng như kêu tèm rồi. Một tình huống bắn chưa tốt đấy từ vị trí Cusơn. Cusơn bắn yếu được vị trí Blackpink nhưng chưa có nhà bạn đông hạ nào. Anh ta bắn yếu được hai người bên phía Mr. Gear. Brazil đang cố gắng đẩy thẳng ra. Brazil đụng độ với Cusơn trong tình huống này. Brazil đang gây thua cuộc ACC. Cusơn có một tình huống bắn yếu được 3 thành viên đối phương, nhưng sau đó anh ta chỉ không đổ nhiệt, anh ta có được 2 sát, nhưng chỉ là những màn nóc hạ rồi. Nani Sorry không bắn lỗi tình huống này và anh ta hạ được Cusơn. Nani Zero thì đúng rồi. Rằng ACC chỉ thiếu một viên đạn nữa để thành công, họ chỉ thiếu đúng một viên đạn nữa là hạ gục được Nani Zero và có thời gian để có thể hồi phục, sau đó là bắn tiếp thành viên của team Mr. Gear đó là 96 Toder. Nhưng họ là người bắn tốt hơn, vậy nên họ là người thành công. Tôi thấy rằng những tình huống đẩy vào trước đó của họ đã hơi thiếu cơ sở. Mặc dù đã bắn rất tốt nhưng chưa đủ tốt để có thể clear được đối phương. Và đó là tình huống mà họ bị clear hoàn toàn ngược lại. Venus Gaming Venus Gaming thì đang cố gắng có cho mình được rất nhiều lực đồ. Họ đang đơn giản là nhận thông tin bởi bất cứ team nào đi ngang qua. Họ chia thành nhiều cánh để có cho mình được thông tin là nhiều nhất. Như vậy là Mr. Gear đã độc chiếm khu vực Airpozo rồi. Họ vừa có một tình huống pick nhẹ 4 kill, không có lẽ không mất ai cả. Một khu vực nằm trong bò từ đầu đến cuối. Và để xem vòng bò tiếp theo sẽ là như thế nào đây. Viking White Slow đang di chuyển về hướng của bóng mìn. Hiện tại họ đang bị bắn bởi các viên phía của Mad Dog. Có một cái airdrop đáp xuống. Airpozo vẫn có một phần nằm trong bò. Và đây là vòng bò mà nó check hơi xuống vị trí 7 giờ chúng ta một chút xíu. Có Evos Gold đang là những người nằm sẵn trong bò rồi. Có thêm cả Viking cũng đã là người những người vào bò cách an toàn. Nhưng Viking Wild thì không. Viking Wild đang di chuyển, họ bị bắn liên tục bởi Mad Dog. Đó là con xe đang di chuyển bởi hai thành viên phía Viking Wild. Bị tam liên tục bởi SKS Silent đến từ vị trí của Doberman. Và chỉ cần 1 đến 2 viên đạn trúng đích thôi, thành viên của Viking Wild bị đốt thêm bởi vòng bò, sẽ phải nằm lại. Vẫn chưa có những viên đạn trúng đích đến từ vị trí của Doberman. Doberman vẫn chưa pick lại cả. Nhưng trong một diễn biến khác, đó là bảo anh Ismi. Bảo anh Ismi bị vòng bò là nốc hạ. Tôi không biết là có lẽ là vấn đề về mạng chăng? Chắc rồi, là như vậy. Có vấn đề về mạng hoặc máy móc rồi. Chắc là bị anh thợ mạng gọi là gạt giò rồi. Hơi khó là khoảng cách như vậy để xem các thành viên phía của team Thái Nguyên. Team Thái Nguyên đang di chuyển với thành viên đó là Spring. Họ đang chở nhau trên một con xe và có thể sẽ là đụng độ. Đúng là bảo anh Ismi là người bị disconnect và anh ta nằm lại. Nhưng đó là một tình huống xấy xe cực kỳ tốt đấy từ Marino. Aisane là người bị nằm xuống trong tình huống này. Tiếp tục đến tình huống bắn cực kỳ tốt, Hoàng đang yếu máu. Ở những diễn biến khác thì cũng có những giao tranh nổ ra, nhưng tạm thời chúng ta để ý đến một pha tranh mà các thành viên phía của team Thái Nguyên đang là những người gặp nguy hiểm. Evos tấn công các thành viên của team Thái Nguyên. The New Team với vị trí của Hoàng đang đi như bay và anh chàng này cần phải dừng lại. Đúng rồi, anh chàng này đã cố gắng dừng lại để có thể hồi phục những lượng máu của mình, bởi việc di chuyển mà không còn máu dễ bị sấy và sớm phải nằm lại. Như vậy là họ chỉ còn lại hai người, đó là Kỳ Mộc Ú cũng như là Hoàng mà thôi. Aisani đã bị hạ gục trước đó rồi. Quá trình di chuyển họ đang bị bắt đầu thu phí. Venus Gaming cũng đang di chuyển, và đây là những tiếng ca đến từ vị trí của Sơn với cái X6 của mình. Tạm thời chưa knock hạ được ai cả. Evos cần phải lên phương tiện di chuyển vào vòng bò cùng với các team. Các team di chuyển vào vòng bò sớm hơn cái viện của Evos. Họ đi sau, đơn giản là họ có được cho mình những lượng thông tin bởi các team đi trước sẽ scout cho họ. Rồi, đây là các thành viên phía Mad Dog. Tạm thời họ vẫn đang ở sát khu vực bò, vì vậy có lẽ chưa phải chịu áp lực quá nhiều từ bò. Nhưng Viking thì sao? Viking Wild cũng đã tiếp bò một cách an toàn với tổng cộng là 4 thành viên. Họ vẫn đang có được một lượng kill ổn ở trong đó lần này với con số là 4 kill có được. Slow là người sở hữu cho mình tổng số là 3 trên 4 kill mà các thành viên phía Viking Wild có được trong vòng lần này. Và Kỳ Mộc Ú vừa rồi bắn hạ được một vị trí của GGEZ, đó chính là Binso Kill. Và Viking Black với vị trí của Selena hạ gục một viên của Viking Wild khi trên đường di chuyển. Hai anh em nhà Viking là gặp gỡ nhau, trắng là đập được đen một mạng rồi. Và liệu rằng là Viking Wild có trả thù hay không? Viking Wild có muốn trả thù hay không? Mr. Gear Basil hạ gục được một viên của team Thái Nguyên đó là Spring. Mùa xuân không còn đến nữa rồi. TNT, tất cả thành viên của TNT đã phải nằm lại trước họng súng của GGEZ. Chính xác là hai thành viên phía của TNT trong quá trình di chuyển họ cũng đã bị clear hoàn toàn trong tình huống này. Top 12 dành cho The New Team. Trong khi đó vẫn là những tình huống giao tranh bên phía bên này giữa hai anh em nhà Viking với nhau mà thôi.
level thì sao? Họ vẫn còn lại 4 thành viên và vẫn đang chiếm đóng được khu vực El Pozo và vẫn có một phần ở trong bò, vì vậy họ có lẽ vẫn sẽ chưa chịu áp lực từ bò. Một viên K98 Vinet vào đầu của Ron, nhưng tạm thời có lẽ ở cự ly tương đối xa như vậy thì chưa có tình huống gạt giò. Để xem Viking có di chuyển vào trong bò một cách an toàn không, chứ chắc là Viking White có di chuyển vào bò một cách an toàn hay không, khi mà trước mặt họ đang là các thành viên phía của Viking Black và đang cố gắng bắn về phía Asin. Thành viên của Viking White đang muốn có cho mình được thêm những kill nữa khi họ đã có tổng cộng 4 kill. Vòng bò chỉ còn một ít giây nữa sẽ xác định vòng bò thứ 4 nằm ở khu vực nào. Và chúng ta cùng nhìn xem vòng bò thứ 4. Vòng bò thứ 4 lại một lần nữa, lại là hướng chắc ở bên trái. Ngày hôm nay là trái. Không hiểu nổi là vì sao lại thích trái đến vậy. Và chắc chắn là những anh em nhà Viking sẽ phải đụng độ với nhau với vòng bò như thế này. Tôi nghĩ là Viking Y nếu mà được thì check sang bên phía cánh trái và di chuyển từ trên xuống thì vẫn sẽ có một dãy nhà ở bên phía góc 3 giờ, không, chính xác là góc 9 giờ để họ có thể trú ngụ lại. Còn nếu đi thẳng vào chắc chắn sẽ phải đụng độ với các thành viên phía của Viking Black. Nhưng tạm thời thì lúc này các thành viên phía của Assassin đang là những người gây khó dễ cho các thành viên phía của Viking Y trong quá trình vào bò. Một cái airdrop với khẩu M249 cộng với rất nhiều những viên đạn 5 và full trang bị 3 và không loot M249, bỏ qua trang bị đó bởi vì là khẩu M249 thì không được yêu thích đến từ các game thủ của chúng ta. Vậy nên là Hồng Thính nếu có M249 thì thường bị bỏ qua trang bị đó là M249. Một trang bị mà rất kén phụ kiện và nó có lượng đạn thay rất lâu, nó quá nhiều đạn để có thể thay, mỗi lần thay M249 là cái khoảng thời gian quá lớn để cho đối phương có thể phản công. Đây là các thành viên phía của H2 Gaming đang giao tranh cùng với các thành viên phía của Viking. Tiếp tục là những tình huống của Mr. Gear tấn công bên phía của Evoke, vì Evoke no scope vừa rồi bị dính của viên K98 vào đầu. Và xin sớm di chuyển cùng với cả Viking White đang lao qua khu vực của Viking Black. Viking Black có tấn công được phía P hay không? Phía P dừng lại, phía P nghe được tiếng xe, phía P đang xé ra bên của Viking White. Viking White đang di chuyển khá nhanh, bị tấn công bởi cả Asin cùng với cả là Viking Black. Tiếp tục là di chuyển bom mình có để gặp sự cố khi mà di chuyển vòng bò. Và tiếp tục là tấn công Viking bom mình, tấn công một thành viên của Viking Black. Viking Black bị tông xe và nằm lại một thành viên. Như vậy sẽ là 3-3 trong tình huống này đối với Viking, hai thành viên Viking với nhau, hai team Viking chỉ còn lại 3 người mà thôi. Để xem ai là người chiến thắng. Hai thành viên Viking ở quá xa và lúc này thì Poka là người bị tấn công 9 máu, còn lại anh Tabia cũng bị độc hạ quá xa, chắc chắn là họ sẽ mất người trong tình huống này. Một tình huống tử chiến để có thể chiếm bò. Viking qua là những người đã giành chiến thắng. Lúc này thì Viking Black còn lại hai người ở ngoài bò, họ bị kê ngược lại bởi phía Viking qua. Trong khi đó các thành viên phía Assassin trong quá trình di chuyển thì có người bắn hạ bởi Viking CVD. Assassin PLP là người bị độc hạ và có lẽ đồng đội của anh ta sẽ bỏ. PLP bị gạt vào trực tiếp bởi Pitbull. Mad Dog tình huống KS rất trắng trợn tình huống này. Và Viking White tấn công được một thành viên của Viking Black, đó là Pain. Pain không thể được cứu, Pain đã bị gạt vào trực tiếp. Chỉ còn lại một mình CVD và CVD bị lộ vị trí. CVD có thể tấn công được gì kia không? Viên chàng có tấn công không được. Người dứt điểm lại là Pitbull. Thành viên Pitbull có những tình huống KS quá là trắng trợn đi. Mad Dog có những tình huống hai anh em nhà Viking bắn nhau, Mad Dog là những người được lợi thế trực tiếp. Béo Dora của Evil Gold vừa rồi bị Ago với Tuấn Hy. Và Evil Gold cũng tấn công được một thành viên của Team Level, đó là Golden Fire. Liên tục là những màn giao tranh, Venus Gaming cũng đã có những màn đấu hạ của Evil Sunday. Liên tục là những màn gạt giỏ Level cùng với cả là Venus Gaming cùng tấn công về vị trí của Evil. Trong khi đó thì giao tranh giữa Evil cũng như Level vẫn chưa hề kết thúc, khi mà Evil vẫn còn lại một người, đó là Ron, người sống sót cuối cùng. Tiếp tục lại là Ron, người sống sót cuối cùng của Evil Go, lúc này đang tử thủ trong căn nhà kia. Liệu rằng anh ta có sống sót nổi khi bốn thành viên của Level vẫn đang chĩa súng vào căn nhà này, cực kỳ là khó khăn để cho Ron rồi. Rất may là căn nhà nó vẫn nằm trong bò để anh ta tiếp tục đứng lại đó nữa. Thanh niên giật gì giật nhiều thế hả em? Chết rồi thì thôi, giật gì giật lắm thế. Có lẽ là hiệu ứng của bảo anh Ismi vừa rồi, là bảo anh Ismi điện của nhà bảo anh Ismi đã bị cắt, đang là truyền điện dành cho thanh niên vừa rồi, nên là giật hơi nhiều. Rồi, GG Easy họ có được 2 kill và còn lại 3 người. Binso kill là người duy nhất từ vào cuộc chơi. Họ đang ở một vị trí trong bò rất là an toàn rồi. Tôi nghĩ vòng bò tiếp theo thì họ vẫn sẽ tiếp tục có được vị trí trong bò rồi. Evoke còn lại 2 người và họ đang phải bị bắn. Họ đang phải đá lạnh đánh bóng. Evoke top 1 server còn lại 12 máu, tình huống này cố gắng nằm xuống để heal lên. Blackpink liệu rằng có nhìn thấy vị trí của top 1 server không đây? Một chút nữa thôi là Blackpink hoàn toàn có thể thấy đối phương và bắn hạ được top 1 server. Lúc này sẽ chỉ còn lại một thành viên phía Evoke mà thôi. Cố gắng táp ngược trở lại đấy thì top 1 server với lượng máu cực kỳ là ít ỏi. Evoke cũng đang tấn công về phía Venus Gaming khi mà có một thành viên top 1 server đã thấp máu Mr. Gear đã có tới 6 kill vào đầu top 1 server. Và lúc này Evoke còn lại vị trí của server thôi. Hai anh em nhà Evoke đang cực kỳ khó chơi, mỗi bên chỉ còn lại một người. Ba siêu ngày hôm nay là bắn rất tốt. Evoke top 1 server bị Mr. Gear Blackpink là cả trò trực tiếp để không biến mạng giết đó trở thành mạng giết của team khác. Vậy nên là có cơ hội gạt giò trực tiếp ngay.
không ngoài dự đoán của tôi thì vòng bo tiếp theo có lẽ vẫn sẽ tiếp tục nằm trong bên phía của GGEZ thôi. Họ chỉ đứng trong vòng bo, trong dãy nhà đó và chờ đợi vòng bo tiếp theo làm khó các team, cho các team tự bắn nhau và sau đó họ sẽ là người đắc lợi ở những vòng bo cuối cùng. Có lẽ là GGEZ lại giống cái bên của team Thái Nguyên trong trận đấu đúng mà tiên. Vòng bo thu vào, đúng rồi, vòng bo thu vào ở khu vực đó là gần với cả Rans. Hơi đáng tiếc khi mà vừa rồi Evos làm mất một người. H2 cũng đã tiếp cận thành công vòng bo với 4 người, 2 người đứng ở trong bo, 2 người còn lại đứng để kê ra ngoài bo. Vẫn còn những thành viên đi lẻ của các team khác nhau, còn lại rất ít người như Assassin đang còn lại vị trí của Atu, Atumin gì đó, vẫn đang cầm khẩu 14 nhưng vòng bo không thực sự ủng hộ họ. Viking vừa rồi mất một người, tiếp tục là Pitbull. Và nhìn thấy vị trí của Rosqueller, Rosqueller cần phải làm gì? Rosqueller cần phải hạ cục Zinky, hoặc Zinky hạ cục Rosqueller. Rosqueller là người tất máu. Rosqueller đang cố gắng lao lên khu vực này. Anh chàng có hồi phục hay không? Làng quyết định là hồi phục. Viking White không thể cứu người, vị trí của Anning chắc chắn sẽ nằm. Zinky đang di chuyển vòng bò và cả hai người đang kê nhau ở gốc cây này và gốc cây ở ngoài bò. Thành viên của team đó là Mad Dog phải nằm lại chỗ súng của Zinky. Team Viking White, Zinky cũng đang cực kỳ yếu máu tình huống này. Pitbull ở quá xa và Rockweller đang bị bo đốt ở ngoài bo, chắc chắn cũng sẽ chết rồi. Thành viên cuối cùng Assassin là Atun cũng đã bị hạ gục bởi họng súng đến từ H2 Vaness. Và như vậy là rất nhiều team đang chỉ còn lại một người lúc này mà thôi. Phút thứ 21 chỉ còn lại 8 team với tổng cộng 23 người chơi. Evos Gold, thành viên cuối cùng của Evos Gold đang tiến hành di chuyển. Một tầng một vị trí không được rồi, hơi khó dành cho Ron. Ron phải làm gì đây? Ron bị mất máu rồi, chỉ còn 78 máu. Nhưng quả nết được ném ra, Ron đang tiếp cận được level của team level và Ron bắn nhưng không được. Top 8 dành cho Evos Gold trong round đó lần này. Một thành viên cuối cùng Pitbull lúc này cũng đang là bị bắn. H2 đang bắn về hướng của Pitbull và Pitbull có lẽ chịu không nổi rồi. Nhưng một thành viên phía Mr. Gear Totter đã bắn hạ một thành viên phía của H2 để giúp cho Pitbull di chuyển vào bò. Pitbull headshot được một người, đó là bom mìn của Viking White. Anh ta vẫn đang sống. Viking lúc này cũng chỉ còn lại một mình vị trí của Ziki mà thôi. Rất khó chơi dành cho các team đang còn lại một người duy nhất lúc này. Viking White, Mad Dog đều là những team còn lại một người duy nhất mà thôi. Hơi khó để có thể di chuyển vào vòng bò. Vừa rồi Mr. Gear Haku được một thành viên của team Level rất nhanh, nhưng giao tranh là liên tục khi mà các team cần phải di chuyển vào vòng bò. Level di chuyển rất nhiều vị trí của SimKK. SimKK cần phải làm gì đây? Khi anh chàng này là di chuyển ra khu vực đường, không còn đứng ở cùng đồng đội nữa. Level mất một người, Level chỉ còn lại 3 người. Mad Dog hạ gục được thành viên của Viking White, đó là bom mìn. Chính xác là hai Saki là người dứt điểm được người cuối cùng bên phía Viking, và người trước đó bị đốc hạ cũng đã từ bỏ cuộc chơi luôn rồi. Viking dừng chân ở top 7. Level Tuấn Hy vừa bị nốc hạ nhưng ở một cự ly tương đối xa thì có lẽ họ sẽ cứu được mà thôi. Vòng bo tiếp theo đã thu lại và chúng ta thấy rằng H2 đang là những người được hưởng lợi trực tiếp từ vòng bo này. Venus Gaming có lẽ cũng sẽ chiếm một căn nhà phía dưới đồi để tử thủ trong vòng bo tiếp theo. Vòng bo mà có lẽ là họ sẽ đụng độ với GGEZ khá gắt ở một dãy nhà trước mặt. Và di chuyển họ chủ động di chuyển vào vòng bò, họ bị nấp hạ và chỉ đã mất thành viên, đó là 1405. Mr. Gear cũng hạ gục được một thành viên của team Level, đó là Hải Skimmer. Tô Đơ bắn tốt, Hải Xuân Cường hạ gục thành viên của Level, đó là Tony Hì. Và Level chỉ còn lại có lẽ chỉ còn một người thôi. Họ cần phải làm gì để di chuyển vào vòng bò khi cả Mr. Gear cùng với cả Mad Dog đang đứng là khá gần. Thành viên của Mr. Gear đang cố gắng xây, họ phải làm gì đây? Mr. Gear đang công sang vị trí của Nanny Siro. Nanny Siro đang công rất nhanh về khu vực thành viên của team Level. Lúc này thì Mr. Gear đang là những người có được lợi thế lớn nhất về người. Hai gamer đã bị gạt giò rồi, như vậy là chỉ còn lại vị trí của SimKK, người sống sót cuối cùng bên phía của Level mà thôi. Gần anh ta, tức là phía sau anh ta đang có thành viên phía của Mr. Gear. Mr. Gear đang dàn trải đội hình của mình ra, một cái airdrop đáp xuống đầu các thành viên phía của GAZ và họ sẽ có được nó mà thôi. SimKK cũng chịu không nổi, Pitbull là người dứt điểm SimKK trong tình huống vừa rồi và đã là một tình huống clear team hoàn toàn. Và Pitbull chỉ còn lại một mình, đó là thành viên kéo top của team Mad Dog. Và đã kéo được một điểm nữa đến từ vị trí của Mad Dog. Rất tốt dành cho thành viên của Mad Dog khi mà đã có cho mình thêm một kill, nghĩa là thêm một điểm. Liệu rằng Pitbull có hạ gục thành viên đang đi lẻ của các thành viên Mr. Gear đó là Blackpink hay không? Chính là Nani Siro hay không đây? Nani Siro đang hướng về góc của Pitbull để có thể vào bo anh ta đang đi qua ngã tư đường. Và để xem là có ai chào hỏi anh ta tại ngã tư này không đây. Nani Siro vẫn đang là người có thể gặp nguy hiểm bởi vì đụng độ với Pitbull lúc này. Mà bị hạ gục là không ai cứu nổi cả. Đồng đội của Nani Siro đang ở khá xa, liệu rằng Pitbull có đủ tỉnh táo, có đánh hơi được bằng cái mũi của Pitbull không đây? Và các bên của Mr. Gear đang cố gắng tấn công về phía của GGEZ. GGEZ là không muốn phản đàn. Thành viên của Venus Gaming sau khi di chuyển bóng bò bị tấn công bởi cả bốn thành viên của team H2, nhưng vẫn chưa có cho mình những màn đâu ạ. Rất nhiều các team đang là cố gắng giao tranh nhau, nhưng đó là những màn chào hỏi không trúng đích. Tôi vẫn đang muốn thắc mắc là liệu rằng Nani Siro có gặp nguy hiểm hay không, bởi vì anh ta đi lẻ so với những thành viên còn lại của Mr. Gear và đụng độ với Pitbull lúc này chưa biết ai cắn ai đâu.
có một tình huống mà họ có thể mất một người hoặc là họ sẽ có thể có thêm một kill. Và rất gần thành viên của Mad Dog đó là Pitbull cùng với cả Nanny Siro là đứng khá gần nhau. Nhưng góc bắn này có lẽ là không hở thần, vậy nên là cả hai người không biết nhau. Không có những quả smoke được ném ra đồng nghĩa việc là có thể biết H2 vừa rồi hạ gục được một thành viên của Venus Gaming, đó là Mazino. Nhưng Mazino đang được cứu dậy. Tiếp tục là giao tranh giữa H2 cùng với cả đặc biệt của Venus Gaming. H2 đang là những người có lợi thế nhiều hơn khi Venus Gaming mất đi hai người. Beam Jin, Shizak là Mazino là người phải nằm lại rất nhanh mà thôi, bị gạt giò trực tiếp bởi Hải Saki. Vẫn đang là lợi thế thuộc về phía H2. Và như vậy là Pitbull chịu không nổi nhiệt, anh ta đã phải nằm xuống dưới ống súng bên phía Mr. Gear backping. Và như vậy Mr. Gear clear hoàn toàn Mad Dog dừng chân ở top 5, chúng ta còn lại 4 team mà thôi. Và có lao ra hay không khi mà vừa rồi thành viên H2 hạ gục thêm một thành viên của Venus Gaming. Họ không muốn lao ra ngoài vòng bỏ, họ muốn chơi an toàn vì chịu Xuân Cường có thể gặp Blackpink. Và Xuân Cường đang xấy về phía Nanny Siro. Xuân Cường có thể gặp nguy hiểm khi mà Blackpink đang là áp sát quá rồi. Một khẩu M4 và một khẩu Sky đang đấu skill với nhau. Blackpink có đứng dậy không? Blackpink đang lắc. Anh chàng này đang lắc lư cái gì đây? Đang lắc để tìm vị trí của Xuân Cường, tìm thêm cái đầu Xuân Cường vừa ló lên là anh ta sẽ ngay lập tức bắn trước vào đầu đối phương để xem là ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc solo skill cá nhân giữa một thành viên phía của Mr. Gear và một thành viên phía của H2. Nhưng tạm thời vòng bo đang thu lại và các thành viên phía của Mr. Gear đang là những người được hưởng lợi khi họ có mình gờ rồi để có thể nấp vào bên phía bên kia. Chúng ta có gờ gì còn lại hai người, Bin Zino có lẽ cũng đã được cứu. Và lúc này thì một thành viên bên phía của Venus Gaming phải nằm xuống, đó là Rudo. GG Easy đang có cái tình huống bắn về hướng các thành viên phía của Venus Gaming, và Venus Gaming đang có thấy cực kỳ khó rồi. Venus Gaming chỉ còn là một mình, đó là Bimzino. Bimzino không thể di chuyển vào vòng bò khi trước mặt anh chàng này đó là gì, đó là Mr. Gear cùng với cả H2. 4 team với 11 người chơi. Thành viên của H2 đang tấn công về phía bên của Mr. Gear liên tục là những màn giao tranh, và Todo cũng đang lao ra. Todo có thể bị lộ vị trí. Todo quyết định là di chuyển như thế nào đây? Todo quyết định là di chuyển lùi lại để vào vòng bò, không muốn đó là nguy hiểm nữa. Một cái gờ đời quá tốt rồi, nhưng bên phía Mr. Gear một cái thế cực kỳ đẹp dành cho họ để có thể nấp vào vòng bò cuối cùng, không xích sao là vòng bò thứ 7, thứ 8 của chúng ta. Và thành viên cuối cùng là Binzino thì liệu rằng người ta có vào vòng cách an toàn không khi người ta bị kẹp lại bởi quá nhiều team. Một quả nếp chuẩn xác của Todder và H2 ngay lập tức mất đi vị trí sân cường. Binzino chịu không nổi và anh ta đã phải nằm xuống top 4 này. Bên phía Venus Gaming chúng ta còn lại 3 team với 10 player mà thôi. Và Mr. Gear cũng mất một người, nhưng mà Todder đã sửa sai đồng đội rất nhanh. H2 chỉ còn hai người, đó là Navi cùng với cả là Hải Saki. Vị trí của 96 Todder đang Navi bị bắn rồi, như vậy là còn lại Hải Saki rồi. Mr. Gear cứu thành công Blackpink trong tình huống này, và đó là một tình huống mà các thành viên phía H2 đang gặp khó rồi. Hải Saki đang bị bắn, một tình huống bắn lôi đến từ ba siêu. Hải Saki vẫn còn một chấm máu nữa mà thôi. Nhưng mà gì đã lao lên và giết liều mạng của team H2. Bây giờ chỉ còn là hai team với tổng cộng đó là 6 người chơi. Một thành viên của team Mr. Gear đó là ba siêu liều mạng, đồng nghĩa việc là hai bắn bốn và bắn tốt thuộc về đội của gì. Họ mất cả được một thành viên và rất tốt, đó là một thành viên nước của Mr. Gear. Mr. Gear chỉ còn là một mình đội Blackpink và hai thành viên của gì và Jack Vũ. Jack Vũ là người mang lại top 1 dành cho các thành viên phía GG gì trong một pha 2-4. Rất đáng tiếc là Mr. Gear họ có 4 người nhưng một người bị độc hạ. Và đó là những tình huống thi đấu highlight đấy từ các thành viên bên phía của The Easy. Họ có một tình huống bắn cực kỳ tốt ở vòng bò cuối cùng, chính xác ở round đấu cuối cùng với 7 team còn lại. Và có được tổng cộng cho mình 7 kill ở round cuối cùng. Mr. Gear cũng đã rất xuất sắc khi dừng lại ở vị trí top 2 với tổng cộng có cho mình được 13 kill. Một round đấu mà Mr. Gear đã thi đấu xuất sắc ở những tình huống trước đó khi mà họ clear được rất nhiều team. Nhưng khi họ đối mặt cùng với hai thành viên cuối cùng của GAZ thì họ đã không chuẩn bị được quá tốt. Và chúng ta hãy xem lại pha bắn cực kỳ tốt đấy từ các thành viên bên phía của GAZ. Đầu tiên là Jack Vũ nốc hạ được vị trí của ba siêu. Và sau đó là những tình huống mà một mình vị trí Blackpink không thể nào xử lý được. Anh ta phải nằm xuống với top 1 dành cho GAZ trong trận đấu cuối cùng tại khuôn khổ bảng A này. Và chúng ta sẽ chỉ cần chờ đợi thêm một ít phút nữa để có được 4 cái tên đến vào vòng chung kết của giải đấu Game Open Tournament lần thứ 3. Và đó là những diễn biến của khuôn khổ bảng A. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục diễn ra những diễn biến trong khuôn khổ bảng B để xác định xem 4 cái tên cuối cùng ở tại khuôn khổ bảng B sẽ đến với vòng chung kết để xác định xem 16 đội tuyển của ta sẽ là những ai. Và chủ sở hữu của những phần thưởng như là 2 triệu, 1 triệu đồng hay là những chiếc vé đi tiếp vào trong vòng chung kết sẽ thuộc về cho ai tại khuôn khổ bảng B. Còn ngày hôm nay những diễn biến trong khuôn khổ bảng A đã khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày thi đấu ngày mai.